Sau khoảng 3 ngày mà học lớp giao tiếp của thầy thì con đã nói được rất nhiều từ đơn. Và sau khoảng một nửa tháng thì là con nhà em nói được như hôm nay, là nghĩa là con cứ phát âm ra được từ đôi là thấy mẹ thấy là rất là nhiều rồi. Khi mà bạn ý buổi sáng bạn tập thể dục hay là bạn nhảy dây thì em cũng nhảy cùng bạn ý. Nghĩa là mẹ nhảy trước, con nhảy sau, hai mẹ con cùng nhảy. Rồi, ok, Hoặc có là chơi bạn. các trò chơi ấy thì Rồi. bạn cũng chơi, nghĩa là bạn ý muốn mẹ chơi cùng giao tiếp thì bạn ý em nghĩa là em nói gì hoặc là làm gì bạn đều đều làm theo được. Rồi, Đấy, nhưng mà chỉ tốt phải là những cái lúc mà mẹ cứ ví dụ là như buổi sáng nay là hai mẹ con nằm với nhau, thế là mẹ cứ nói bất kỳ một từ gì là bạn ấy cũng nói theo luôn. Thế nhưng mà có những cái lúc mà kiểu như em muốn bạn ấy tự bật âm, ví dụ là bạn ấy muốn muốn chơi và trốn tìm ấy, thì bạn ấy cũng em chỉ trốn trốn được là bạn ấy làm trò cùng thôi chứ bạn ấy không chưa nói được. thứ nhất ba mẹ chú ý nè, mẹ mẹ ngoan chú ý. Thứ nhất là Ạ. rồi, thứ nhất là con của mình nó sẽ nói khi nó muốn nói, khi nó muốn nói, và nó sẽ thích nói cái kiểu động từ nhiều hơn, ăn uống chơi, à được chưa, trong cuộc trong con chỉ có động từ, thậm chí nó nói chữ búp bê nhưng mà ý của nó là chơi búp bê á, ba mẹ phải hiểu điều đó nha. Tất cả đó là động từ. Bây giờ mình ba mẹ nào mà vẫn chưa biết động từ danh từ là gì á thì thông cảm, là thầy mình không giải thích được động từ là cái gì nó hoạt động, còn mà danh từ là những cái thứ gì nó không hoạt động nữa. Ví dụ như sách là danh từ, còn động từ là đọc sách. Ví dụ con mình nó chỉ vào cuốn sách thì đối với con có nghĩa là đọc sách, hoặc là chơi với sách, hoặc là vẽ sách, vân vân và vân vân, được chưa. Khi con mình muốn thì nó sẽ nói, còn nó không muốn nó sẽ không nói. Thì khi nào nó muốn, khi nào nó khó chịu một cái gì đó, ví dụ nó tè, nó ướt, nó sẽ nói rằng là đái đái, hoặc là nước nước tiểu cái gì đó, nó nói, nó bật cái chữ đó, nó nói ra cái ị, được chưa, tiểu, vệ sinh, thì nó nói những cái chữ đó ra, bởi vì nó muốn giải quyết bầu tâm sự của nó thì nó sẽ bật ra nó nói. Thứ hai là khi nó sung sướng một điều gì đó, nó muốn đạt được một gì đó để nó thích, nó sung sướng, ví dụ nó muốn ăn, ví dụ nó muốn uống, ví dụ nó muốn chơi, thì nó sẽ bật ra những cái chữ đó, được chưa mẹ nha. Cho nên á, khi mà chúng ta mà dạy con của mình á, thì con mình nó sẽ thật sự nó sẽ không nói, mà nó là gì, mà nó là nó học thôi, và nó chỉ gọi là đâu đó nó chỉ là miễn cưỡng là lắng nghe mẹ mà học theo mẹ thôi, chứ thật sự là cái việc dạy nó không tạo ra được cái sự giao tiếp và nói chủ động của con. Cho nên để cho con của mình chủ động để nói đó, thì một là dựa vào các cái trò chơi con thích. Ví dụ như con thích chơi nhảy dây thì tôi bài cho ba mẹ một cái hoạt động thế này nè. Tất cả các hoạt động con yêu thích thì hãy sắm thêm một bộ nữa cho mình, hoặc là cho em của anh, hoặc cho đứa chị đứa anh đó. Ví dụ nó thích nhảy dây thì nó có dây nhảy đúng không, mẹ cũng nên có một cái. Và mình sẽ chơi trò chơi như sau, là mẹ với con thi có ai nhảy được nhiều hơn, lâu hơn, đẹp hơn, vân vân và vân vân. Và khi con nó chơi như vậy đó, nó đạt được sự gì, đạt được sự sung sướng, đạt được sự sung sướng. Và khi nó đạt được sự vui thích sung sướng như vậy đó, thì nó bật âm ra, nó sẽ nói. Giống như mà có một đứa trẻ ở nhà của tôi tư vấn cho được trước, tôi dạy cho được trước là sáng ngày là mẹ mẹ học, mẹ học, nhưng mà sao mẹ dạy chỉ là cho ba. Là sáng ngày đó là mẹ nhờ con đi ra dẫn 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 nhờ ba là dẫn con ra công viên, trong khi đứa bé nó chưa bật âm gì hết, nó 3 tuổi rưỡi là nó chưa có bật âm gì hết, không nói được một chữ nào hết. Nó ra nó thấy con hươu, nó nói luôn chữ hươu, à và xong rồi về ba kể cho mẹ nghe, mẹ nhắn tin vô nhóm thầy ơi em rớt nước mắt sáng nay con em nói được chữ đầu tiên, hôm qua mới học cái thầy đêm qua, sáng nay con nó nói được chữ đầu tiên là chữ hươu. Tôi nói rằng là công của ba mẹ rất là lớn, là bởi vì ba mẹ tạo được môi trường nó vui sướng, nó chỉ cái tai vào con hươu và nó vui, nó thích, cho nên nó bật ra cái âm đó, được chưa. Cho nên là mình muốn cho con của mình chủ động trong giao tiếp, chủ động trong bật âm, chủ động trong nói đó, thì mình phải tạo cho con của mình môi trường vui thích,
tạo cho con của mình có được nói khi con nó khó chịu, nó được khóc. Nó khóc không phải để cho nó khóc, nó khó chịu gì đó để cho nó thể hiện ra. Đầu tiên là ngôn ngữ không lời trước, tay chân cho nó chỉ trỏ, thậm chí nó khóc vẫn để cho nó khóc. Bởi vì khóc cũng là giao tiếp. Nó nói với ba mẹ rằng là mẹ ơi con đang khó chịu, nhưng mà con không có ngôn từ để con nói với ba mẹ. Thậm chí có một số đứa ở đây rối loạn phụ tự kỷ đó, ba mẹ biết, nó cứ đập tay vô đầu vậy nè, đập tay vô răng, được chưa, nó ngồi nó búng vô tay như thế này nè, hoặc là nó làm những cái động tác mà mình cảm thấy kỳ quặc. Thật ra là nó đang muốn giao tiếp với ba mẹ, nó muốn nói với ba mẹ là nó khó chịu, hoặc hay ném đồ đi, nó chơi đồ chơi nó ném đồ, nó đang khó chịu nó muốn nói với ba mẹ một cái gì đó, nhưng nó chưa có ngôn từ để nó nói. À, thì chúng ta cũng phải cố gắng, chúng ta hiểu là con muốn mà mình con mình nó đang giao tiếp cái gì với mình, và nó đang ở thể chủ động đấy, được chưa. Và bây giờ bài cho mẹ ngoan bí quyết số 1 rồi đó, những cái trò chơi đó kiếm thêm một bộ công cụ để chơi với con như những người bạn, được chưa. Và khi mà mình chơi mình cũng nói ra luôn, à, giống như một người bạn cứ nói chuyện với con, từ từ con nhận những cái từ đó vào, và mai mốt con muốn làm cái gì đó thì con có từ để con nói ra. Còn cái thứ hai mà buổi sáng á, mà mẹ muốn dạy con cái gì đó thì mẹ cứ việc dạy, không sao hết, miễn sao trong bầu khí vui vẻ là được. Sáng mà hai mẹ con nằm với nhau á, ok rồi, phải mẹ ngoan đang nói chuyện với thầy không, phải mẹ ngoan không, rồi đúng rồi đó đấy, thì sao cũng được hết, cái đó không sao hết, nó không sao đâu. Nhưng mà nếu nó chưa chủ động thì do là nó chưa có đạt được hai cái điểm, rằng là tích cực đạt được cái sự khó chịu, nó muốn thể hiện sự khó chịu và sự sung sướng của nó thôi. Mẹ ngoan ơi, tiếp tục mẹ ngoan ơi. Được không mẹ? Mẹ làm được không? Nó nói đi, bật micro lên. Vâng, em làm được thầy ạ. Rồi, mẹ làm mà nhớ gửi kết em quả lại mình nha. Dạ, mở quả lại mình. Rồi, muốn học thêm vâng, thì có. Vâng, học thầy là bé nhà em tiến bộ rất là nhiều thầy ạ. Yes, rồi kể nghe coi tiến bộ sao, kể nghe coi. Vâng đấy, ngay hôm trước nhá, nghĩa là lúc mà em chưa học lớp giao tiếp của thầy ấy, thì là con chỉ nói được có khoảng 5-6 từ đơn thôi. Nhưng mà sau khoảng 3 ngày mà học lớp giao tiếp của thầy thì con đã nói được rất nhiều từ đơn. Và sau khoảng một nửa tháng thì là con nhà em nói được như hôm nay, là nghĩa là con cứ phát âm ra được từ đôi là thấy mẹ thấy là rất là nhiều rồi. Chứ cái hôm trước là con nói được rất ít ạ. Rất là khó phát âm ra các từ đấy hôm trước thì. Cái hôm mà học thì em mới hỏi thầy là thế làm sao mà con nói được từ đôi, từ con xin được. Thế nhưng mà ngay ngày hôm sau là con nhà em nói được luôn. Và chỉ khoảng mấy ngày là con bật ra được rất nhiều từ ạ. Yes. Đó. Con chủ động với mẹ rất là nhiều ạ. 3 ngày nghe ba mẹ nha. Có 3 ngày thôi đấy. Tôi nói mà, ok, 3 ngày đã có sự chuyển đổi. Yes, chúc mừng mẹ Nguyễn Quang. Tôi tặng mẹ một suất học lại lần nữa tuần này, tôi tặng cho mẹ luôn. À, những cái câu hỏi hay cho nên là tuần này cho mẹ học lại lần nữa. Vào cái nhóm K10 học nữa, mẹ đang ở K8 đúng không? Vâng ạ. Rồi, cho mẹ vô K10. Ok, muốn học lại thì cho học lại vô K10 nữa. Lát bình luận, lát bài nhắn cho mẹ. Vâng, yeah, chúc mừng. Vâng, thay đổi rất nhiều ạ. Ok, vâng. Rồi, ok, vậy ha. Ok, rồi, sẽ có nhiều cái kiến thức cập nhật mới cho mẹ ngoan. Bởi vì thầy Minh không phải là có một bài dạy đi dạy lại, mà là nó sẽ phụ thuộc vào những cái nhu cầu của ba mẹ. Ví dụ như cái bài mới vừa rồi thầy Minh chỉ với ba mẹ là đâu có trong lớp rồi đâu, đúng không? Cái mình thầy Minh vừa nói đâu có trong lớp rồi, đâu có nói nhiều, không nói sâu như vậy. Đó là chúng ta được nâng cấp bài lên từ từ. Cứ học đi rồi mẹ hỏi câu hỏi đó, nhiều người được học nữa. Ok, cảm ơn mẹ ngoan rất là nhiều. Rồi. Chúc mừng bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký kênh của Trần Hoàng Minh và nhấn vào nút chuông để xem video mới mỗi ngày.